Sau Nhật xin chào các bác nha. Em lên sóng giới thiệu các bác con lọc khí Panasonic VIP VXG70. Giá rất bình dân. Một con máy đẹp xuất sắc luôn, gần như mới. Đây là con mã VXG70 các bác này. Con này thì các bác dùng được cho phòng khoảng 30 mét vuông nhé. Ở cái thời điểm nó sản xuất ra thì đây nó là cái mẫu đắt tiền nhất của cái dòng máy 50. Một con máy mà các bác nhìn nó là vỏ nguyên bản. Cực đẹp luôn nhé. Trắng đẹp. Con này thì em quay cho các bác xem từ màng ẩm cho đến màng HEPA đều zin như mới. Giờ bên Nhật con này thì gần như là họ không dùng mấy các bạn. Con này full tính năng, có cả khóa trẻ em này, hẹn giờ các bác nhé, cảm biến ánh sáng này. Đấy. Ở những cái con mà dòng máy nó full thì nó sẽ đủ những tính năng như vậy. Đây là con máy, nếu mà nói về máy 50 thì con này nó là full nhất của cái năm nó sản xuất các bạn nhé. Công nghệ Nano E này. Con này thì cái màng HEPA của nó zin theo máy, còn như mới luôn, trắng tinh. Trắng tinh các bạn này. Từ những cái thớ này của nó nhé, bên dưới này vẫn còn rất trắng, gần như là không dùng đến. Bọn này thường dùng rồi thì nó hay bị đen đi, nhưng con này thì con trắng tinh gần như không dùng nhé. Cái màng than hoạt tính rất dày này. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua lọc khí công suất vừa phải cho phòng ngủ. Đấy, thì các bác lấy con này đảm bảo cực đẹp luôn. Một con máy ấy. Theo như em đánh giá thì cái chất máy nó còn rất là mới nhé. Máy em đã đấu bên áp điện 220V rồi. Và cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Còn đây là màng tạo ẩm này, các bạn này. Bình nước thứ trắng tinh nhé. Đây, khay nước các bạn nhìn trắng tinh như mới luôn. Đây, màng tạo ẩm trắng tinh. Đây là màng zin đấy các bạn nhé, không phải màng thay đâu đấy ạ. Đấy. Tức là bên Nhật họ gần như không dùng đấy nữa. Con máy VXG50 series máy 234B. Yeah, cực đẹp từ trước đến sau, nguyên bản 100% không sửa chữa bông má gì con này. Cái chiếc này em bán là 1.900.000 nhá, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Đấy, các bạn nào lấy các ba lô cho em nhé. Các bạn xa mua thì đặt cọc trước cho em 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt nhé. Chào các bạn.